Kính chào các đồng chí, chào các bạn. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi chương trình truyền hình an ninh Quảng Nam tuần này với những nội dung chính sau. Khen thưởng một tập thể và một cá nhân trong công tác chữa cháy tại công ty Vui Trang. Bắt 5 đối tượng xâm nhập trái phép vào mạng máy tính viễn thông ngân hàng. Phần cuối chương trình là phóng sự trẻ hóa tội phạm ma túy. Sau đây là nội dung chi tiết Tuần qua, Bộ Công an đã tổ chức lễ gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngày 16 tháng 6 năm 1967, ngày 16 tháng 6 năm 2022. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Chương trình buổi lễ gặp mặt được truyền hình trực tuyến đến công an 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, những chiến công, thành tích của lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bộ trưởng đề nghị trong thời gian tới, lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cần tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phải phát huy vai trò của quần chúng nhân dân vào công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, góp phần vào thành công trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tại lễ gặp mặt ở điểm cầu Quảng Nam, đồng chí thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, phó giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng giấy khen của giám đốc Công an tỉnh cho ba tập thể và ba cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 83-2017-NDCP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ và một năm thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh và tình hình kết quả công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ năm 2021. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Tý Thanh chủ trì hội nghị. Qua 5 năm triển khai nghị định 83 của chính phủ, công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 328 tin báo về cháy nổ và sự cố tai nạn, trực tiếp tham gia cứu nạn cứu hộ 328 vụ việc. Qua đó đã kịp thời cứu sống trên 100 người trong các vụ tai nạn đuối nước, người bị nạn mắc kẹt trong các phương tiện giao thông, trong các đám cháy hướng dẫn sơ tán và hỗ trợ di chuyển hơn 1.000 hộ dân với 5.600 nhân khẩu trong vùng bị nước lũ cô lập đến nơi an toàn. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm, duy trì thường xuyên và được đẩy mạnh trong các đợt cao điểm. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã tổ chức hơn 10.000 lượt kiểm tra tại các nhà ở các hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh. Qua công tác kiểm tra, đã phát hiện nhiều thiếu sót về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đồng thời hướng dẫn hơn 414 hộ gia đình ký cam kết bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn cứu hộ phòng cháy chữa cháy. Vừa qua, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam đã trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho tập thể Công an xã Điền Thắng Trung và cá nhân ông Nguyễn Hữu Hồng Vinh, người dân xã Điền Thắng Trung, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chữa cháy và cứu nạn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Guchan Việt Nam trên địa bàn thị xã Điện bàn Trước đó, lúc 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 5 năm 2022, tại công ty Guchan xảy ra hỏa hoạn, cán bộ chiến sĩ công an xã Điền Thắng Trung đã có mặt kịp thời cùng lực lượng chức năng tham gia chữa cháy. Tại thời điểm trên, ông Nguyễn Hữu Hồng Vinh đi làm về thấy đám cháy bùng phát dữ dội nên đã tình nguyện sử dụng xe C-TEC chữa nước để tiếp nước cho các xe chữa cháy kịp thời để lực lượng chức năng có điều kiện thuận lợi trong quá trình dập tắt đám cháy không để lan ra diện rộng của công ty tại buổi khen thưởng lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã biểu dương khen ngợi hành động tham gia chữa cháy kịp thời của công an xã điện thắng trung và cá nhân ông vinh qua đó đã giúp công ty hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản Công an thành phố Tam Kỳ vừa tổ chức tuyên truyền phòng cháy chữa cháy cho các hộ kinh doanh trên địa bàn phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ. Tại buổi tuyên truyền, hơn 50 người đại diện cho các hộ kinh doanh đã được chỉ huy đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Tam Kỳ thông tin chung về tình hình cháy nổ trong thời gian qua trên địa bàn cả nước, trong tỉnh và trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Nguyên nhân chủ yếu gây cháy nổ tại các khu dân cư, hộ gia đình phổ biến một số quy định của pháp luật liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ trách nhiệm của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định hướng dẫn các biện pháp phòng cháy chữa cháy kỹ năng thoát nạn khi sự cố cháy nổ xảy ra tại hộ gia đình nhất là các hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh ngoài tuyên truyền hướng dẫn lý thuyết về công tác phòng cháy chữa cháy cán bộ công an còn hướng dẫn trực tiếp người dân thực hành thao tác chữa cháy với các loại phương tiện chữa cháy tại gia đình Tuần qua, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị triển khai kịch bản thực binh giải quyết tập trung đông người gây rối an ninh trật tự và bạo loạn cấp tỉnh năm 2022. Với tình huống giả định được đưa ra tại hội nghị, Công an tỉnh triển khai một số nội dung, kỹ năng, nghiệp vụ để giải quyết bạo loạn, tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, đồng thời hướng dẫn các biện pháp nghiệp vụ để khám nghiệm hiện trường, phục vụ việc điều tra các đối tượng lợi dụng biểu tình vi phạm pháp luật hình sự. Nội dung diễn tập quản triệt đúng tinh thần chỉ đạo của các cấp, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của lực lượng công an trong tình hình mới, phù hợp với đặc điểm tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Hội nghị là một bước quan trọng để chuẩn bị cho thực binh diễn tập giải quyết tập trung đông người gây rối an ninh trật tự và bạo loạn cấp tỉnh năm 2022 trong thời gian tới. Tiếp theo là những thông tin trên lĩnh vực trật tự xã hội. Công an tỉnh Quảng Nam vừa khám phá thành công vụ án xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, viễn thông ngân hàng tại thành phố Tam Kỳ, khởi tố bắt tạm giam 5 đối tượng gồm Nguyễn Văn Trãi, sinh năm 1988, Trần Thanh Lạc, sinh năm 1994, Nguyễn Thị Chi Lăng, sinh năm 1996, Bùi Văn Chương, sinh năm 1990, cùng trú thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, và Đoàn Công Thành, sinh năm 1993, trú thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Theo kết quả điều tra, do có thời gian công tác tại một ngân hàng có phòng giao dịch tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam nên Bùi Văn Chương biết được tài khoản CAC và mật khẩu đăng nhập tài khoản của ngân hàng này. Tháng 12 năm 2021, qua trò chuyện, biết Nguyễn Thị Chi Lăng, nhân viên của một công ty tài chính tại Quảng Nam có nhu cầu tra cứu lịch sử giao dịch vay vốn và thông tin khách hàng để hỗ trợ cho việc vay vốn tại công ty tài chính này. Chương đã tự ý cung cấp tài khoản và mật khẩu CAC của ngân hàng để Lăng tra cứu có được tài khoản mật khẩu CIC trang Lăng gửi vào nhóm Zalo gồm có Nguyễn Văn Trãi, Đoàn Công Thành, Trần Thanh Lạc cùng làm cho công ty tài chính để truy cập, truy xuất thông tin tài chính cá nhân và sử dụng trái phép các thông tin của khách hàng. Từ đầu tháng 12 năm 2021 đến 26 tháng 12 năm 2021, Nguyễn Thị Chi Lăng và các đối tượng đã sử dụng tài khoản này để truy cập trái phép, tra cứu 1.300 lượt thông tin của các khách hàng. Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam vừa bắt khẩn cấp đối tượng Lê Anh Tuấn, sinh năm 2004, trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, về hành vi lợi dụng Internet để cưỡng đoạt tài sản. Với thủ đoạn dùng tài khoản Facebook ảo tên Thúy Kiều, Lê Anh Tuấn đã nhắn tin dụ dỗ các bị hại là nam thanh niên quay video clip nhạy cảm. Sau đó, Tuấn dùng chính những video clip nhạy cảm này để uy hiếp tinh thần, dọa tung lên Internet để tống tiền các bị hại qua điều tra từ năm 2020 đến nay với thủ đoạn như trên, tuấn đã cưỡng đoạt tổng tiền của gần 20 nam thanh niên trú tại Quảng Nam, Đà Nẵng và Hà Nội với số tiền kiếm đoạt trên 40 triệu đồng. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói riêng ngày càng trở nên phức tạp và có chiều hướng gia tăng với nhiều hình thức, thủ đoạn rất tinh vi, manh động. Trước tình trạng trên, các cơ quan chức năng đã thể hiện sự quyết liệt trong công tác đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm ma túy này. Nhân tháng hành động phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy ngày 26 tháng 6, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Lúc 23 giờ 30 phút ngày 1 tháng 4 năm 2022, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bất ngờ tiến hành kiểm tra quán karaoke và hotel King do ông Nguyễn Anh Tân, sinh năm 1984, trú xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn trực tiếp quản lý và điều hành. Qua kiểm tra phát hiện, 52 đối tượng gồm khách và nhân viên cơ sở dương tính với chất ma túy. Khám xét khẩn cấp, lực lượng công an đã thu giữ 13 túi zip đựng tinh bột màu trắng là ma túy đá, 9 bịch ma túy dạng nước trái cây, một khẩu súng bắn đạn cao su và hơn 2 tỷ đồng cùng nhiều đồ vật khác có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can liên quan về các tội mua bán, tàn trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Mới đây, vào ngày 29 tháng 5 năm 2022, Công an huyện Phú Ninh đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Ken Nguyễn thuộc xã Tam Phước, huyện Phú Ninh. Qua kiểm tra phát hiện, tại một phòng của cơ sở này có 14 đối tượng, gồm 10 nam và 4 nữ đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, 14 trên 14 đối tượng dương tính với ma túy. Các đối tượng đều khai nhận đã sử dụng ma túy loại ketamin và thuốc lắc. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Ninh đã khởi tố bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Có thể thấy, hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng phức tạp, tinh vi. Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy Công an toàn tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ và khởi tố 91 vụ 225 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy, xử lý hành chính 537 đối tượng. Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã thụ lý 96 vụ trên 158 bị cáo. Đáng báo động là độ tuổi của tội phạm và người sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa. Trong 6 tháng đầu năm vừa qua thì tình hình thù lấy xét xử về các cái tội phạm ma túy đối với án dân hai cấp quận Nam thì so với cùng kỳ năm trước thì có cái xu hướng tăng tăng về số vụ và kể cả số bị cáo cái hành vi phạm tội cụ thể á nhiều nhất là tội mua bán sau đó đến tàng trữ về lứa tuổi phạm tội thì từ tầm 16 đến dưới 35 tuổi với sự xuất hiện của ma túy ngày càng phổ biến, đa dạng về chủng loại, giá thành ngày càng rẻ, dễ cất giấu, sử dụng, nhiều trẻ em từ 13 đến 14 tuổi đã sử dụng ma túy. Ở độ tuổi này, các em thích khám phá, muốn thể hiện, chưa đủ chín chắn, dễ bị bạn bè, các đối tượng xấu rủ rê dùng thử. Khi đã nghiện thì các đối tượng này sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có ma túy dùng, từ sử dụng đến vận chuyển, mua bán ma túy rồi đến phạm tội chiếm đoạt tài sản như trộm cắp, cướp giật thậm chí giết người vì ma túy là những điều đã xảy ra trong thực tế. Đáng báo động, việc sử dụng ma túy tổng hợp và các chất hướng thần gây rối loạn tâm thần, ngáo đá dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật và các vụ án hình sự, gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục là chỉ đạo đối với công an các đơn vị địa phương ngoài cái việc mà thực hiện các biện nghiệp vụ đấu tranh ra thì phải tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động quần chúng tham gia cùng với lại các lực lượng chức năng đấu tranh phòng chống cái tệ nạn ma túy cũng như là tội phạm ma túy đồng thời phối hợp chặt chẽ với lại sở động và thương xã hội sở y tế để làm tốt cái công tác lập hồ sơ và đưa người nghiện đi cai nghiện thông qua cái thực tiễn xét xử thì chúng tôi thấy rằng trước hết là cái việc là kết hợp giữa giáo dục nhà trường gia đình và xã hội làm sao cho cái lứa tuổi thanh thiếu niên và các cái tầng lớp nhân dân họ nhận thức được tác hại của ma túy đối với con người đối với sức khỏe đối với giống nòa và đối với xã hội để người ta từ bỏ cái ý định sử dụng ma túy. Ma túy đã và đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe, giống nòi, kinh tế và an ninh trật tự trong xã hội. Hiện nay, nguy cơ ma túy thẩm lậu từ bên kia biên giới và từ các tỉnh, thành phố lân cận vào địa bàn tỉnh Quảng Nam ngày càng nhiều, đồng nghĩa với nguy cơ gia tăng số người nghiện ma túy. Chính vì vậy, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh sẽ còn diễn biến phức tạp. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, của mỗi gia đình và xã hội. Từ tuyên truyền nâng cao nhận thức đến đấu tranh tố giác tội phạm, xét xử nghiêm minh, tăng cường tính răng đe, cũng như hỗ trợ những người nghiện, tái hòa nhập cộng đồng bền vững, tránh tình trạng tái nghiện, tái phạm tội. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tuần này của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.